Tại cuộc chiến ở Việt Nam, đế quốc Mỹ đã tiến hành thay đổi nhiều chiến lược, thủ đoạn tác chiến và sử dụng những vũ khí công nghệ mới nhất, nhưng quân Mỹ không sao thoát khỏi thế bị động. Đã có những thời điểm như từ tháng 1 năm 1961 đến tháng 2 năm 1968, sự hiện diện quân sự ở Mỹ tăng vọt từ vài trăm ngàn quân nhân và cố vấn lên đến 500.000 binh sĩ với sự hỗ trợ của hàng trăm máy bay chiến đấu, đội tàu hải quân ngoài khơi và nguồn quân nhu khổng lồ xuyên Thái Bình Dương, từ Úc tới Philippines và Nhật Bản. Lúc đỉnh điểm, gần 600.000 quân Mỹ được triển khai ở Việt Nam. Con số này gấp 4 lần toàn bộ quân thường trực của Mỹ vào năm 1940. Vì chiến tranh kéo dài và chính sách định kỳ luân chuyển quân, nên số người Mỹ phục vụ ở Việt Nam thậm chí còn cao hơn cuộc chiến tại Triều Tiên. Số bom mà quân đội Mỹ thả ở Việt Nam lớn hơn số bom mà tất cả các bên sử dụng trong Thế chiến thứ hai. Dù vậy, tất cả đều không phát huy hiệu quả. Trong cơn khốn cùng, đã có lúc người Mỹ định sử dụng bom nguyên tử để giải nguy. Dù vậy thì kế hoạch to tát ấy đã bị gác lại. Vậy đâu là nguyên nhân khiến Tổng thống Johnson và quân Mỹ buộc phải dừng bước trước kế hoạch này? Đầu năm 1968, Khe Xanh trở thành mối quan tâm hàng đầu của các tướng lĩnh Mỹ và nội các Tổng thống Johnson tại đây. 5.000 lính Mỹ bị quân giải phóng vây hãm. Lo sợ Khe Xanh trở thành Điện Biên Phủ thứ hai, Tổng thống và các quan chức chóp bu của Mỹ đã bàn bạc nhiều lần để tìm cách giải vây. Trong những cuộc họp đó, khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân đã được nêu ra. Trong cuốn Những bí mật của chiến tranh Việt Nam có viết, ngày 10 tháng 2 năm 1968, tờ Bưu điện Washington trích lời phát biểu của tướng Wheeler, đại diện quân đội Mỹ trước một vài thượng nghị sĩ rằng Hội đồng tham mưu sẽ khuyến nghị sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu thấy việc này là cần thiết để bảo vệ 5.000 lính thủy đánh bộ đang bị mắc kẹt tại cứ điểm Khe Xanh. Mặc dù ông ta cho rằng lực lượng tại đây sẽ yêu cầu sự giúp đỡ. Đồng quan điểm với tướng Wheeler, tư lệnh quân viễn chinh Mỹ ở Việt Nam, tướng Westmoreland cũng cho rằng một phương án dùng vũ khí hạt nhân loại nhỏ ở Khe Xanh là nên tính toán. Westmoreland viết trong hồi ký của mình, xem xét khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật ở Khe Xanh là một ý tưởng khôn ngoan. Khu vực xung quanh Khe Xanh gần như không có người ở, số lượng thường dân bị thương vong sẽ ở mức thấp nhất. Và viên tướng này dự tính việc sử dụng vài quả bom nguyên tử cỡ nhỏ ở Việt Nam, hoặc thậm chí đe dọa sử dụng, sẽ nhanh chóng góp phần kết thúc sớm cuộc chiến. Nếu Washington muốn gửi thông điệp đến Hà Nội, chắc chắn vũ khí nguyên tử cỡ nhẹ sẽ làm được điều này rất hiệu quả. Ở cấp cao nhất là nội các của Tổng thống Johnson, tác giả cuốn sách cũng đưa ra bằng chứng xác nhận rằng từng có sự bàn thảo về một kế hoạch sử dụng bom hạt nhân để cứu Khe Xanh. Ít nhất 3 lần trước đó, trong nhiệm kỳ của ông tại Lầu Năm Góc, vào mùa thu năm 1964, tháng 11 năm 1965 và năm 1966, các tướng lĩnh Mỹ đã ép Bộ Quốc phòng và Nhà Trắng cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân ở Việt Nam để xóa sổ quân đội Việt Nam. Mặc dù được giữ bí mật, nhưng chẳng bao lâu sau, kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân để cứu Khe Xanh đã bị rò rỉ ra ngoài. Ngay tức khắc, nó gây ra một làn sóng dư luận sôi động trên mặt báo và cũng kéo theo một cuộc tranh luận gay gắt ở trên chính trường. Những nghị sĩ thuộc phe diều hâu ủng hộ kế hoạch này với lập trường làm như vậy sẽ kết thúc nhanh cuộc chiến tranh. Nhưng số người phản đối thì đông đảo hơn. Trong số đó, thượng nghị sĩ Fulbright ở Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và hai nghị sĩ khác là Clark và Aiken đã lên án việc này ngay khi họ biết tin vào đầu tháng 2 năm 1968. Trên truyền hình, thượng nghị sĩ McCarthy đang vận động tranh cử tổng thống đã công khai trả lời về kế hoạch sử dụng vũ khí nguyên tử của nội các Johnson làm dư luận Mỹ xôn xao. Trong thời điểm này, Thủ tướng Anh Harold Wilson đang ở Washington nhân chuyến thăm Mỹ cũng phát biểu với báo giới công khai phản đối kế hoạch đó. Ông ta nói, thật điên rồ nếu Mỹ sử dụng vũ khí nguyên tử. Điều đó không chỉ đem lại hậu quả thảm khốc cho vị thế của nước Mỹ, mà còn là khởi đầu rất nguy hiểm cho khả năng leo thang chiến tranh trên toàn thế giới. Trước sức ép từ dư luận, Tổng thống Johnson buộc phải ra thông cáo báo chí trả lời giả dối rằng, trong suốt 7 năm qua, tôi chưa hề nhận được lời yêu cầu triển khai vũ khí nguyên tử nào cả. Do đó, tôi muốn chấm dứt thảo luận về vấn đề này. Sau này, hồ sơ mật của Lầu Năm Góc bị lộ. Người ta biết thêm rằng Johnson từng nói trong một cuộc bàn thảo về kế hoạch ném bom hạt nhân vào Khe Xanh rằng, tôi ao ước không bao giờ phải đối mặt với những quyết định sử dụng vũ khí nguyên tử.
Do đó tôi yêu cầu các ngài phải đảm bảo với tôi là chỉ sử dụng vũ khí quy ước, song vẫn có thể bảo vệ được Khe Sanh. Trên thực tế, sau hơn 70 ngày bị vây hãm, lính Mỹ đã phải rút khỏi Khe Sanh mà không có một trận ném bom nguyên tử nào. Kế hoạch ném bom nguyên tử cứu Khe Sanh đã bị gác qua một bên. Phải chăng là do phong trào đấu tranh phản chiến của dân Mỹ và các chỉ trích trong chính giới đã khiến kế hoạch này bị gác lại? Sự thật thì họ sợ có một cuộc trả đũa hạt nhân từ đối phương. Trong khi lập kế hoạch tấn công hạt nhân, một nhóm các tướng lĩnh và quan chức hàng đầu đã được thành lập để nghiên cứu. Nhóm này được gọi là Jason. Qua quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, nhóm này trình lên Tổng thống Johnson một bản báo cáo chi tiết đầy đủ. Họ cảnh báo rằng việc Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật lần đầu tiên có thể dẫn đến tình trạng Liên Xô hoặc Trung Quốc cung cấp vũ khí tương tự cho quân giải phóng miền Nam và miền Bắc Việt Nam. Bản báo cáo dự liệu Trung Quốc thì mới chỉ ở giai đoạn đầu của các cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân, cho nên chỉ có Liên Xô là nguồn cung cấp vũ khí nguyên tử cho Việt Nam. Mặc dù hiện nay, các loại bom và tên lửa hạt nhân của Liên Xô nhẹ nhất cũng 1.000 pound, khoảng 450 kg, nên rất khó sử dụng đối với các đội quân đánh theo lối du kích của đối phương. Nhưng rất có khả năng, Liên Xô đã thiết kế được loại vũ khí nguyên tử chuyên biệt cho bộ binh bắn đi từ súng cối, súng không giật 100-200 kg với tầm bắn xa vài dặm. Họ cũng tin chắc rằng loại vũ khí này Việt Nam đã sở hữu. Theo tiên đoán của nhóm Jason, những vũ khí này có cỡ nhỏ, trọng lượng nhẹ và có sức công phá từ 10 đến 20 kiloton sẽ được di chuyển từ Bắc vào Nam thông qua đường mòn Hồ Chí Minh. Tất nhiên, quá trình di chuyển sẽ mất vài tuần, thậm chí hàng tháng trời để chuyển được từ 50 đến 100 vũ khí nguyên tử, nhưng việc di chuyển là không có gì khó khăn. Từ đó, họ dự kiến 3 kịch bản trả đũa của đối phương. Thứ nhất là bí mật vận chuyển đủ số lượng vũ khí nguyên tử để tập kích đồng loạt nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại miền Nam. Khả năng này hơi khó so với trình độ tác chiến mà họ đánh giá đối phương đang có và cũng rất nguy hiểm nếu như có một vài trận địa chậm trễ không kịp tiến hành kịp thời. Thứ hai là tấn công kéo dài trong nhiều tuần hoặc hàng tháng trời. Mỗi lần sẽ tấn công một căn cứ. Khả năng này được cho là dễ xảy ra nhất vì nó phù hợp với lối đánh và trình độ tác chiến hiện tại. Và thứ ba, tập trung tấn công vào một mục tiêu chiến lược quan trọng. Tân Sơn Nhất được Mỹ xác định là mục tiêu lý tưởng nếu Việt Nam chọn đánh theo lối này, vì sân bay này nằm ở ngoại ô, trong một khu vực ít dân cư và là một mục tiêu cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, chính Mỹ cũng phải thừa nhận rằng công tác an ninh ở sân bay này là rất kém, khó có thể đảm bảo rằng sẽ không có một vali bom lọt vào bên trong. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ các lực lượng của Mỹ ở Việt Nam sẽ bị hủy diệt tận gốc trong các đợt phản công trả đũa của quân du kích được trang bị vũ khí hạt nhân. Vì những lý do đó, người Mỹ đã gác ý định sử dụng vũ khí nguyên tử, mặc dù cuộc chiến tranh ở Việt Nam là ác liệt và tổn thất nhất trong tất cả các cuộc chiến mà họ từng tham gia. Các chuyên gia thuộc nhóm Jason cũng nhấn mạnh rằng việc lần đầu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Đông Nam Á có thể dẫn tới việc tăng đáng kể nguy cơ dài hạn của các chiến dịch du kích hạt nhân tại những nơi khác trên thế giới, như tấn công vào kênh đào Panama, kho chứa và đường ống dẫn dầu ở Venezuela, Tel Aviv của Israel. An ninh Mỹ cũng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng nếu sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của các lực lượng du kích trở nên phổ biến. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.